Xin chào các bạn đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn các bạn là gấp cái chiếc xe tăng mà mình đang cầm trên tay đây. Nếu bạn nào mà quan tâm thì hãy làm theo cái hướng dẫn video của mình nha. Thì để gấp được cái chiếc xe tăng bằng giấy này thì các bạn hãy chuẩn bị trước cho mình là một cái mảnh giấy A4 và kéo hoặc là dao lọc giấy nha. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu gấp. Đầu tiên thì các bạn lấy tờ giấy và các bạn gấp đôi cái chiều lộng lại. Sau đó chúng ta dùng dao lọc giấy của chúng ta lọc ra làm đôi. Xong, chúng ta lấy nửa tờ giấy, chúng ta gấp đôi lại để chúng ta lấy dấu. Xong, chúng ta mở la và chúng ta tiếp tục là gấp lấy dấu. Tiếp theo thì chúng ta lật ngược ra sao và chúng ta gấp lấy dấu cái đường giữa đó. Sau khi gấp lấy dấu xong thì theo cái đường dấu mà chúng ta gấp thành hai cái hình tam giác chồng lên nhau. Bên đây thì chúng ta cũng gấp tương tự như vậy. Tiếp theo thì chúng ta gấp hai mép hai bên vào ngay cái đường dấu giữa. Chúng ta lật tạm cái hình tam giác sang bên để chúng ta gấp cho nó dễ hơn. Kế tiếp thì chúng ta gấp hai cái góc của tam giác ngược lên trên. Sau đó chúng ta lật lại. Đây, cái mảnh giấy này thì chúng ta chia làm 3 phần. Các bạn canh và các bạn gấp ngược lên khoảng là một phần nha. Tiếp theo thì chúng ta là gấp ở trên ngược xuống. Các bạn gấp sao mà cái đỉnh nhọn đó vừa bằng với cái mí này nè. Kế tiếp thì chúng ta gấp hai cái mũi giấy này nè vào tông. Chúng ta là dở nó tạm qua một bên. Chúng ta gấp, chúng ta để nó vào tông. Sau đó chúng ta lật lại và chúng ta gấp tiếp tục bên kia.
Tiếp theo thì chúng ta tiếp tục là gấp hai cái góc hình vuông vào giữa. Xong chúng ta lật lại phía dưới và chúng ta gấp là 2 mép hai bên vào cái đường dấu ở giữa. Tiếp theo thì chúng ta là mở bốn cái cạnh ra. Các bạn canh sao mà mở cho nó đều nha các bạn. Xong thì các bạn là bỏ cách cái góc la phẳng một tí, các bạn là gấp hai cái mép hai bên vào. Các bạn bỏ cách khoảng tí thôi nha. Như vậy là chúng ta đã gấp xong cái thân của chiếc xe tăng. Thì chúng ta để nó sang một bên. Chúng ta tiếp tục là lấy một nửa cái mảnh giấy còn lại. Chúng ta gấp đôi cái chiều dài lại. Và chúng ta dùng dao lọc giấy chúng ta lọc ra làm đôi. Xong chúng ta lấy một nửa và chúng ta tiếp tục gấp. Trước tiên các bạn cũng là gấp đôi lại, các bạn lấy dấu tước. Tiếp theo thì chúng ta gấp hai mép hai bên vào ngay chỗ cái đường mà chúng ta vừa lấy dấu.
Sau đó thì chúng ta lại là tiếp tục là gấp lấy dấu để chúng ta tạo thành là hai cái hình tam giác chồng lên nhau. Xong bên kia thì chúng ta cũng gấp là tương tự như vậy. Tiếp theo thì chúng ta gấp hai cái cạnh bên của cái tam giác ngược xuống. Các bạn canh sao cho nó đều ngay chính giữa nha các bạn. Chúng ta lại tiếp tục là gấp là hai cái cạnh bên vào giữa nha các bạn. Xong chúng ta lấy tay chúng ta uốn cho nó hơi cong cong để chúng ta bắt đầu lắp. Cái đầu này thì các bạn là để ở trước nha. Còn cái đầu này thì ở sau. Rồi chúng ta lắp vô. Các bạn xem cho kỹ nha. Khúc này thì nó cũng hơi phức tạp tí thôi. Sau đó thì chúng ta uốn cong cái này lên. Các bạn thấy hai cái lãnh ở hai bên đó. Thì chúng ta đưa vào ngay chỗ hai cái ngàm này, chúng ta mở lại và chúng ta đưa hai cái ngàm đó vào hai cái lãnh đó. Sau đó rồi chúng ta gấp cho nó dẹp lại và chúng ta uốn cho cái này cong lên một tí.
hai cái mũi này thì chúng ta cũng là gấp vào tông. Nó chúng ta cho nó hơi hơi đứng đứng lên vậy. Cuối cùng là chúng ta là gấp cái nầm của chiếc xe tăng. Các bạn thì cũng gấp đôi lại và chúng ta dùng dao lọc giấy chúng ta lọc làm đôi ra. Và chúng ta cuốn để chúng ta làm cái nầm của xe tăng. Đó. Các bạn cuốn theo cái chiều lộng nha. Sau khi cuốn xong thì các bạn cũng có thể là dùng cái keo 502 các bạn dán cái mí lại để cho nó đừng có bung ra. Thì bây giờ thì chúng ta lắp cái nòng xe tăng vào nữa là chúng ta đã hoàn thành. Như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn là cái cách gấp của cái mẫu xe tăng này. Thì các bạn nếu mà thấy cái video này hay, chia sẻ của mình dễ hiểu, thích cái video này thì các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thôi, mình xin là tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới cái video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nha.